Chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2022. Tại Công viên Thống Nhất đã diễn ra lễ hội trái cây thành phố Hà Nội năm 2022. Lễ hội trái cây do Sở Công Thương Hà Nội tổ chức có quy mô 6.000 m² với gần 100 gian hàng được phân thành 6 khu vực trưng bày, quảng bá sản phẩm đặc trưng của 6 vùng, miền trên cả nước, gồm vùng đồng bằng sông Hồng và Duyên Hải Bắc Bộ, Trung Du và miền núi phía Bắc, các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long. Các sản phẩm trái cây, nông sản trưng bày, giới thiệu và bán tại đây đều có thương hiệu, chỉ dẫn địa lý rõ ràng, đảm bảo chất lượng cung ứng cho nhu cầu tiêu dùng của người dân thủ đô. Phát biểu tại lễ khai mạc, quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết, hiện thị trường Hà Nội tiêu thụ khoảng 52.000 tấn hoa quả một tháng, nhưng nguồn cung chỉ đáp ứng khoảng 35%, số lượng còn lại phụ thuộc vào các tỉnh cung ứng. Trong thời gian qua, để người dân được tiêu dùng các sản phẩm đảm bảo an toàn chất lượng, thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động liên kết vùng, quảng bá, kết nối cung cầu hàng hóa với các tỉnh, thành phố để đẩy mạnh khai thác nguồn hàng trái cây, nông sản an toàn, có chỉ dẫn địa lý rõ ràng để tiêu thụ tại hệ thống phân phối của Hà Nội. Trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp về kích cầu nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng thành phố Hà Nội, triển khai có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm lĩnh vực công thương theo phân công, phân cấp quản lý, tăng cường các hoạt động kết nối giao thương, liên kết vùng, giúp người tiêu dùng thủ đô có nhiều lựa chọn đa dạng trong tiêu dùng với các sản phẩm an toàn, chất lượng, giá cả hợp lý.